Người công giáo nào mà không mong mỏi khi qua đi mình sẽ trở thành thánh hoặc là được giáo hội phong thánh, bởi qua điều đó phản ánh chính đời sống lúc còn đương thời của mình. Asia News vừa qua có một bài báo với nhan đề tạm dịch là người công giáo muốn thấy công lý cho linh mục tử đạo, cha Giuse Thanh. Đây là cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại đã bắt đầu dùng từ tử đạo và cho biết nhiều người nhận định rằng cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh đó là một cuộc tử đạo. Điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều niềm hy vọng cho những người công giáo Việt Nam nói riêng, yêu mến cha một cách đặc biệt khi nhìn lại những hành trình đời sống lúc đương thời của cha qua nhiều video clip mà nhiều giáo dân ở tại nơi cha sinh sống đã chia sẻ lại. Hoa trái dễ thấy nhất là kể từ khi thi hài của cha được chôn cất an nghỉ ở tại đền thánh Martin hố này cho đến nay, thì lượng người đến để mà viếng và cầu nguyện đọc kinh trước mộ phần của cha càng ngày càng trở nên đông đúc hơn. Và càng đặc biệt hơn nữa, đã có những người xin được ơn và làm hẳn một tấm bia tạ ơn đặt ngay phần mộ của cha. Đó phải chăng là những dấu chỉ cho chúng ta thấy khi một người ra đi để lại hương hoa như vậy? Đúng vậy, cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh không phải là cái chết đẹp. Tuy nhiên, sự ra đi của cha quả thực là người làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng về tình yêu mà nơi Thiên Chúa đã ở với mọi người để hiến thân cứu chuộc bất kể họ là ai. Ngài ra đi ngay lúc đang thi hành thừa tác vụ của mình. Ngay tại nơi tòa giải tội, Ngài như là trung gian trung chuyển ơn Chúa xuống cho hối nhân, những người đến tòa giải tội để xin ơn tha thứ từ chính Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban qua bàn tay của cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Tình yêu lòng thương xót của Chúa đã thể hiện một cách rõ ràng qua tòa giải tội, khi mọi người chúng ta, mỗi người ai cũng cảm thấy thân phận yếu hèn của mình, đến sám hối ăn năn và xin ơn tha thứ từ chính Thiên Chúa tình yêu của chúng ta. Dù chúng ta là ai, chúng ta là người giàu hay người nghèo, chúng ta là người tội lỗi, người xấu hay người thánh thiện, lành dữ, thì khi đến với tòa giải tội với lòng thống hối thì chúng ta đều nhận được ơn tha thứ từ chính Thiên Chúa. Nói về cha Giuse Trần Ngọc Thanh, chúng ta thấy đây là một linh mục, một vị mà làm chứng ơn gọi của mình, làm chứng chính ơn gọi linh mục là ơn gọi được sai đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Như Đấng đã tuyển chọn là linh mục thượng phẩm chính Chúa Giêsu đã trao phó sứ vụ và sai cho nhiều môn đệ ra đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, thì cha Giuse Ngài cũng làm chứng một lẽ sống sống động là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Giêsu là yêu thương đến cùng như Thầy đã yêu thương, vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Làm chứng một tử nhân lành không ngại khó, sợ khổ, không bỏ chiên mà chạy, không coi thường, lợi dụng bán đứng chiên, nhưng băn khoăn khắc khoải thao thức vì cuộc sống của chiên và sẵn sàng đón nhận vất vả chịu thương chịu khó vì hạnh phúc của đàn chiên, và cũng như sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào, và làm chứng ước mơ đẹp của linh mục là được chết trên bàn thờ, nghĩa là được chết trong khi thi hành tác vụ linh mục của mình. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, Ngài ra đi theo đúng nghĩa Ngài là môn đệ chân chính, đích thực, hết tình, hết mình, phục vụ giáo hội và phục vụ cho tha nhân. Đó là sự ra đi của đáng bậc cha anh, hoặc là như hạt lúa mì bị chôn vùi trong âm thầm lặng lẽ đơn côi, không một ai biết đến trước đây. Cách chết của cha không đẹp, nhưng cha đã để lại những điều tuyệt vời nhất của người môn đệ đã trung tín đến cùng. Qua sự ra đi của cha là chứng nhân đức tin, đã lấy máu mình làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu và sống trọn sứ vụ linh mục của mình.
phàm nhân con có là chi mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yếu đuối mộc mênh như là bình xanh, như là bình xanh rẽ vỡ Chúa. Kiếp trần ai khi mới hoài thai thì Chúa đã yêu con rồi, Ngài yêu hơn một lần yêu, Ngài yêu khôn lường khôn vi. Ôi tâm trí con mãi luôn ngây, đời con đâu có là gì, phàm nhân con có là chi mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yếu đuối mộc mênh như là bình xanh, như là bình xanh rẽ vỡ Chúa. Đâu xứng hồng ân, đâu dám tự cao vinh. Chúa biết con thấp hèn, mà sao con được Ngài yêu. Đời con xin thuộc về Chúa, nay trong trái tim chỉ riêng. Con đâu có là gì, phàm nhân con có là chi mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yếu đuối mộc mênh như là bình xanh, như là bình xanh rẽ vỡ Chúa. Nhân đức gì đâu mà Chúa đã thương đoái nhiều, dù con thân phận bụi cho Ngài nâng lên hàng tử tế. Ôi giây phút thiêng mãi ghi trong lòng, đời con đâu có là gì, phàm nhân con có mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yếu đuối mộc mênh như là bình xanh, như là bình xanh rẽ vỡ Chúa.